phải xử lý nghiêm trang Facebook Tiến Lợi xúc phạm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trên trang cá nhân mang tên Tiến Lợi, với khoảng 6.500 người theo dõi, chủ tài khoản này đã ngang nhiên cho đăng tải nhiều bài viết mang tính xúc phạm, coi thường lãnh đạo đảng, nhà nước. Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 19 tháng 7, tài khoản Facebook này chia sẻ một bài viết của một tài khoản có tên Trần Văn Tuấn và kèm theo bình luận xuyên tạc về việc trao huân chương sao vàng cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ khoảng 3 tiếng sau, tài khoản Tiến Lợi tiếp tục đăng một bài viết khác, bóng gió và còn kích động, khơi gợi, đả kích một lãnh đạo cấp cao khác đang đương nhiệm. Bên dưới bài viết này, có khoảng 7 bình luận của các tài khoản khác, bình luận với nội dung quy chụp mà không có căn cứ. Từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7, tổng cộng Facebook Tiến Lợi đăng tải 8 bài viết, có tên hoặc hình ảnh của Tổng Bí Thư với những lời lẽ hỗn xược và các nội dung mang tính quy chụp, xúc phạm, thô tục và coi thường kỷ cương phép nước. Từ năm 2019 đến nay, trong nhiều bài viết và hồ sơ cá nhân của mình, tài khoản Tiến Lợi tự thông tin bản thân là người làm nhiệm vụ nghiên cứu giảng dạy về tôn giáo và lý luận chính trị tại trường sĩ quan công binh. Kết hợp cả các hình ảnh đăng tải làm hình đại diện và đăng trên trang cá nhân, thông tin về tài khoản Tiến Lợi khiến dư luận nghi ngờ, bức xúc về sự trùng khớp với thông tin người có tên Bùi Tiến Lợi từng được báo chí và truyền hình đưa tin vào năm 2020. Theo đó, vào tháng 7 năm 2020, Thượng tá Bùi Tiến Lợi, chủ nhiệm Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, trường sĩ quan công binh đã bị kỷ luật đảng với hình thức cao nhất là khai trừ khỏi đảng do suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá đảng, nhà nước. Theo Đài truyền hình Việt Nam, trước khi bị kỷ luật, Bùi Tiến Lợi đã phát tán trên mạng xã hội nhiều tài liệu của đảng, nhà nước, đưa nhiều tin bài với ngôn từ kích động, lời lẽ thô tục, coi thường kỷ cương phép nước, những thông tin tạo sự hoài nghi trong dư luận hiểu sai về nội bộ của binh chủng công binh, xúc phạm tới danh dự, uy tín cá nhân của một số lãnh đạo. Những quan điểm, lời lẽ đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua của tài khoản Tiến Lợi đang gây bức xúc lớn trong dư luận, đặc biệt là người dân yêu nước, quý mến, trân trọng công lao của lãnh đạo Đảng và nhà nước. Dù tài khoản này là của ai, đối tượng nào cũng rất cần phải làm rõ và xử lý nghiêm minh vì sự nghiêm minh của pháp luật cơ quan chức năng cần thiết phải có các biện pháp xử lý thích đáng với tài khoản mạng xã hội này ngăn chặn không cho tình trạng lộng ngôn làm dư luận hiểu xấu hiểu sai về lãnh đạo đảng nhà nước